nói tùy tùy cục kẹo thôi. Chứ là cái số tiền này á, cái số mà 6 triệu 3 gì đó, nó không có biết. Dạ. Thì bây giờ á, là nói là người dí con Phụng á, làm gì đó thì làm. Dạ. Nhưng mà đừng có kèm con Út đi lên đi xuống dưới. Dạ. Nếu bây giờ phải thằng Long phải đi xuống dưới này. Dạ. Là lên cộng đồng mạng nói hứa sao đó là tiền bạc mà để hỏi chứ bây giờ vợ chồng nó có tiền thì có tiền thì xài. Mà nếu làm sao mà tới là hỏi tới là tiền đó là còn ý thân. Còn ý thân cho bà lên cộng đồng mạng đi nói hứa đàng hoàng đi. Đấy. Là bà vô ngân hàng bà rút ra bà đưa liền. Đấy. Bà đưa liền mà nhưng mà phải trừ tiền nước tiền điện thì kia. Ôi bây giờ trời ơi, bà không quan tâm mà sao bà biết gì chi tiết giữ ra bà Út ra. Tôi nói quý vị nha, về cái tâm lý, tôi nói về tâm lý chung, tao cái gì mình không quan tâm là mình không có biết gì chi tiết. Mình không quan tâm thì mình không không có gọi là an tường, mình không có hiểu. Mà đằng này cái miệng nó không quan tâm mà nó thật sự chi tiết bà biết quá rõ luôn. Nợ bao nhiêu tiền, hứa hẹn trả sau, trừ tiền điện, tiền nước như thế nào. Ây xì quá vậy. Vậy đó mà cái miệng cái bô bô không quan tâm. Trời đất ơi, tôi nói thật sự đâu có ai còn lạ bà nữa đâu Út gà. Tôi nghĩ rằng bà đó thật sự bà cũng cải tiến được sau khi mà cái như là cộng đồng mạng lên án bà quá gay gắt. Sau khi bà cái như là bà giành cái căn nhà của trên sau. Nhưng mà thật sự ra đó bà không có một cái gì thay đổi cho chứng nào vẫn tật lại. Tham lam nó vẫn là ngự tại trong cái con người của bà. Quá tham lam. À, mà lại ích kỷ nữa. Tôi nói một con người mà tham lam mà kèm theo ích kỷ, thật sự họ sống chính ra một cái đất chó vậy trơn rồi. Tham lam của người ta chứ không phải là của mình. Ở giống như cái đấy là tiền mồ hôi nước mắt của mình thì mình tham được. Còn đây thật sự tiền của người ta mà tham lam mà kèm theo sự ích kỷ nữa. Muốn anh mà không cho con mà không muốn cho con mình xuống lấy sao được. Đúng không? Trời ơi, muốn anh mà phải là yêu cầu Út Lợn phải mang lên tận nơi cơ. Còn không cho con mình đi xuống lấy. Đồ, một bà như bà Út gà cũng khủng nha. À, dạng khôn đây gọi khôn liền đó quý vị. Quá trời, quá đất. Muốn anh mà không muốn lên vô bếp đó. À, muốn ăn là để cho người ta dân tận răng luôn đấy. Ghê không? Ghê không? Bà con thấy khủng khiếp ha. À, một trong những người như Út, Út gà là thao thua rồi. Kêu trừ tiền nước tiền điện nữa hả? Ờ, đó. Nói là mai đóng tiền điện. Nhưng mà hỏi Long Lợi á, thì Long nói là Long đóng không đúng không? Đúng rồi. À. Thì Long nói thì Út cũng không biết sao. Dạ. Út ngại thì Út nói vậy thôi. Dạ. Đó, nhưng mà tôi yêu cầu nếu mà trả tiền cho Phụng thì cứ việc trả. Dạ. Nhưng mà đừng có kèm con tôi đi xuống dưới. Đúng rồi. Từ đây là tới sắp lên là tôi không bao giờ tôi cho con tôi đi xa nữa. À. Đó, đúng rồi. Đó. Muốn ăn mà không muốn lên vô bếp, trời ơi nó thật sự đó. Bà lên bà cũng hù hụ mấy ngày đó. Riêng mà 6 triệu mấy là bà cũng hù hụ mấy ngày đó quý vị. Đó. Ở muốn ăn thì phải cho con mình xuống lấy hay sao, tự nhiên là muốn ăn mà bảo rằng ấy như là không cho con mình xuống lấy, mà bà con thấy bà chơi khó hay không. Chuyên sâu nó thật sự nó là một người mà không biết đi xe, không biết gì luôn. Đó. Đây chung bà đang chơi khó Út, Út Lợn, à, chung lâu lâu cũng gài Út Lợn vô kèo hành Út Lợn chơi vui. Đó, cũng chơi kiểu chột lét qua lại thôi. Đó. Cơ hội mà quý vị, trời cơ hội mà là cộng đồng mạng lên chứ cỡ đó, cộng đồng mạng lên nói cỡ đó mà Út Lợn chẳng lẽ bây giờ nó không có thể mà nó trả. Nó cũng phải xuống nó trả thôi. Đó, cho nên lúc nãy tôi nói đó, chân bước đi mà lòng muốn ở lại đó. Mà xuống trả tiền xong rồi cũng là cây cứu, cũng là bức xích chứ ông nậu nó mình đang giữ tiền nó bây giờ. Bây giờ phải xuống tận nơi mà trả nó còn năn nỉ nữa. Đó. Kỳ không quý vị? Đó, cho nên tôi nói thật sự với con mình làm cái gì đó cũng phải dựng cái tâm mà làm. Chứ đừng làm cái gì mà nó thật sự là vụ lợi rồi bất chấp thủ đoạn. Rồi làm thì thật sự nó chẳng giống ai. Nó ngủ ngang lắm quý bà con. Làm cái gì mà không có tâm á, là nó thật sự nó không có đi đâu đến đâu hết trơn trời. Bà con thấy rồi,
ở chỗ con chị nuôi đó mà nó làm cái nhà đấy cũng đâu có tâm đâu, nó quất lên cái thành đất mà đất dự án rồi cũng phải dỡ đi thôi. Út Lợn bây giờ vẫn tự hào là cái căn nhà đó là 105 triệu. Cái nhà mà nó thật sự với con, tôi làm cho cái nhà mà công nhân tôi đã ở, cũng là cái dự án cao tốc tại Hậu Giang, hiện bây giờ đang thi công ở đó. Cái nhà nó đẹp hơn cái nhà đó, cái diện tích là cả 100 mét vuông, cũng là cái nhà tiền chế, lát gạch bông ngon lành đó, có phòng ốc ngon lành luôn. Mà thật sự ra đó, có được 120 triệu là cái nhà nó thật sự nó to à, nhớ không phải như cái nhà của thằng Long Tứ à. Trời đất thánh thần thiên địa, bây giờ mà cái nhà đó mà hô 105 triệu là tôi nói tôi thật sự tôi rung luôn à, thấy là rung luôn. Hiện bây giờ tại Hậu Giang à, tôi cũng đang có cái như là tham gia cái dự án cao tốc Hậu Giang đó, đang làm cái nhà cho anh em ở, cho kỹ thuật cho công nhân ở, là cái giá có 120 triệu mà cái nhà phải trên 100 mét vuông, làm nhà vô đẹp đẽ thật sự, nhìn cái nhà nó gọi là nó ok lắm, chứ không phải kiểu mà lèo phèo nó rồi lên cộng đồng mạng rồi cái là hô số lô tô đó. Cái tôi thật sự tôi làm xong sau này tôi bỏ lại cái mỗi nền xi măng thôi chứ chẳng bỏ gì. Làm xong rồi sau này đó mà đi công trình khác rồi anh em nó cũng dỡ đi rồi nó cũng chắc lên xe đấy đó, rồi cái như nó cũng tới chỗ khác nó dựng lên đó, tôi làm mà không bỏ cái gì, riêng mấy cái nhà tiền chế là nó tiện tiện chỗ đó. Đó lắp ghép xong tới đó mà làm xong rồi hết công trình chuyển đi chỗ khác là tiếp đó. Vậy mà lên hô cái nhà mà sổ lô tô bây giờ, cái ngày xưa tôi đã nói lên 105 triệu là một trong những đồng tiền là đồng tiền ma rồi, bây giờ vẫn lên nói là 105 triệu nữa. Đó. Làm cái nhà mà làm không có tâm. Đó. Mục đích là gì? Làm để rửa tiền. Đó. Cho nên cái gì mà làm không có tâm đó, thì chắc ăn rằng nó cũng sửa đi sửa lại đôi ba lần. Đúng không? Út Lợn cũng vậy. Đi làm giúp trên sâu mà giúp đâu có tâm. Bà giúp trên sâu bà cứ nhìn vô cái túi tiền của bà, nhìn vô túi tiền mạnh thường quân. Bà cứ hô biến miết à. Bà chơi trò chơi gọi là ảo thuật đó. Bà đi giúp trên sâu mà bà chơi trò chơi là ảo thuật đồng tiền mạnh thường quân từ túi của họ sang túi của bà thôi đó. Bà đi giúp người đó cho nên cũng đâu có tâm muối vậy, cho nên mới xảy ra những cớ sự những ngày vừa qua. Đây gọi là cái quả báo nhãn tiền đó, quả báo nhãn tiền đó. Bà Út Gà cũng vậy thôi, bà Út Gà cũng kiểu vậy thôi đó. Đúng là lên đó, tôi nói bà nó thật sự đó, bà cứ bà lên rồi bà cũng là ngây nga ngây ngô như vậy, rồi bà cứ ngắm vào cái túi tiền của chim sâu, ngắm vào những cái vật dụng của chim sâu, thì sau này cái cuộc sống của bà thật sự những ngày còn lại tôi thấy là nó u tối dở sợ luôn. Bà sống mà bà quá nhẫn tâm thì sau này giả sử như bà đang có những cái gì mà giống như cần cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng, tôi nghĩ chắc cũng không ai mà giúp bà hết. Bà sống mà nhẫn tâm quá mà, bà sống mà thật sự bà cứ gọi là cái như là bà nghĩ rằng bây giờ là chim sâu nó là một người khờ dại, rồi cộng đồng mạng giúp nó có một căn nhà rồi bà chiếm luôn, rồi sau này bà có những cái gì mà bà cần đến cộng đồng mạng giúp đỡ, tôi nghĩ chắc không ai còn giúp bà đâu. Cho nên bà sống sao cho tử tế lại đi bà Út Gà. Đây là lời khuyên chân thành đó quý vị. Đó. Sống gì mà bây giờ con của mình đó, nó cũng chẳng được cái đất chó vậy trơn rồi. Đáng lý bà Út Gà bà phải cảm ơn con Út Hà. Cảm ơn nó chứ. Nó xuống thì thật sự Út Hà có lỗi là có lỗi với chị bán, có lỗi với cộng đồng, có lỗi với Mạnh Thường Quân, nhưng với bà Út Gà là Út Hà không có lỗi. Với Út Gà là Út Hà là người có công mà đưa con bà xuống để mà con bà có tiền, con bà có những cái vật dụng. Bà phải cảm ơn Út Gà đó, bà phải cảm ơn Út Hà đó. Chứ bà tào lao đó, Út Hà mà không xuống dẫn con bà đi đó thì bây giờ con của bà vẫn đi xe cụ trành thôi, vẫn sử dụng điện thoại của bác thôi,
đó vẫn là nó thật sự hát loa kẹo kéo cũ thôi, và cũng chẳng có tiền mà cho bà đâu, hiểu không? Đó mà nhờ Úc Hà mà bà mới tiếp cận được cái bà năm gỡ. Trời ơi, bà đang thờ ơ người ta không hết rồi bà đi chơi khó người ta. À, bà chơi kiểu đi ai chơi lại bà Út gà à. Diêm sâu không biết đi xe mà bà không cho thằng Lâm Tứ xuống lấy tiền thì ông nậu Diêm sâu sao mà nó xuống lấy được tiền đó, có phải là bà đang hành Út 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 Hà chạy lên hay không đó? Cho tôi nói là Út Hà lên mà trao tiền mà tức âm ức đó, cây cú đó. Trời ơi, vừa giữ tiền người ta mà lên mà trao tiền là thật sự nó còn bảo rằng thôi từ nay đừng quay nữa, từ mẹ từ con luôn. Bà con thấy nó thật sự đây là một trong những cái mà Út Hà nó cũng phải gánh chịu thôi. Vì sao? Đây là do cái những cái mà nó gây ra đó, thì bây giờ nó phải chấp nhận cái hậu quả. Trời đất thánh thần thiên địa đi giúp người ta mà mình giúp không thật tâm á, mình giúp mà có cái vụ lợi trong đó đó là không có công việc nào mà nó thật sự nó hoàn thành hết trơn. Mình làm cái gì có cái tâm là mình dụng vô tâm mình làm, mình sao để cho nó hoàn thành một công việc tốt nhất có thể. Còn đi giúp một con người mà cứ nghĩ rằng đây là mình giúp đây, thứ nhất là để có được tiếng, thứ hai giúp để có được tiền, thì tôi nói là hai cái tư tưởng mà tiếng với tiền đó là thật sự cái kết quả nó cũng chẳng có tốt đẹp gì đâu. Nguyên cả một nhóm mà trời ai cũng tham lam ích kỷ, ai cũng có những cái mưu đồ riêng trong cái hình ảnh của chim sâu, thì làm gì có chuyện mà chim sâu nó có một kết quả mỹ mãn. Vậy mà nó thật sự nhiều lúc mình lên mình nói đó, đó tôi thì thật sự với con mình là cái tính tôi là tôi nói thẳng nó ngay chứ tôi không có siêu quẹo. À, có sao nói vậy người ơi, ông đúng tôi đúng, ông sai tôi nói sai. À, còn ông muốn chi đó thì ông cứ lên tiếng, chứ tôi thật sự tôi chẳng biết là coi như là siêng quẹo ai. Và trong cái công việc hàng ngày cũng vậy, thật sự ra tôi cũng chẳng cần phải xu nịnh bất kỳ ai. Công việc có sao cứ làm vậy, cứ đúng theo bản vẽ, đúng theo kể như là cái tiêu chuẩn là mà đã làm rồi thì tất cả mọi cái nó cũng ok. Đấy là mình tự tôn trọng chính mình. Thì mình khi mình tôn trọng chính mình thì chắc ăn rằng những người bên cạnh họ phải tôn trọng mình thôi. Đấy. Chứ còn bản thân mình không tôn trọng ông nội mà bảo ông kia tại sao ông không tôn trọng tôi. Người ta hỏi là anh có tôn trọng anh không, mà tôi tôn trọng tôi không tôn trọng anh. Đấy, nó kiểu căng vậy đó chứ. Trời đất thánh thần ơi, bây giờ Út Hà là dù sao cũng là người ơn của gia đình bà Út Gà đó. Bà nên bà thay đổi lại cách sống của bà đi. Đó, và mấy ông YouTube mà quay bà Út 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 Gà đó thì phải xem lại, chắc ăn rằng đó, chắc ăn rằng nó thật sự các ông cũng giống như cảnh như Út Gà thôi, Út lợn thôi. Bà mà bà có quyền lợi xong rồi các ông bà cũng chẳng xem ra gì, hiểu không? Đó, đem về cuối năm đem về cho bà gần cả 100 triệu đó, mà cuối cùng bây giờ bà lên cũng lo loa cái miệng, trời ơi rù quyến con tôi đi. Bà giống như con của bà là dạng như là kim cương đó, xuống đấy rồi Út lợn nó sử dụng sợ mòn. Con của bà là cái nùi dế là cái gì đấy mà thật sự bà lên cộng đồng mạng bà hô to dữ vậy, ơn của người ta bà chưa trả mà bà còn thể hiện một cái gọi là vô ơn tào lao không biết bà con. Có buông tha nữa nè, hay là không muốn trả, rồi không muốn trả, không muốn trả mà cái để còn hỏi thêm nè để cho khán giả hiểu hơn nữa. Cấp tướng đó, bà đâu có đòi nợ đâu, bà cấp tướng thôi bà đâu có đòi nợ đó. Đòi nợ là không đòi, nhưng bà là một trong những người gọi là cấp tướng à, cho Út Út lợn nó bật rồi lên nó trả. Bà này cũng âm binh dễ sợ đấy nha quý bà con, riêng Út Gà cũng dạng âm binh đó này, nó thật sự cũng dạng âm trì chứ không phải là nó thật sự là đơn thuần đâu đó. Trời đất thánh thần thiên địa, là cái cô mà gửi tiền cho người bên kia giữ đó, là cô đó có liên hệ với Long không, có là chứ, có điện thoại không, có mình nói sao không? Thì cô bà cũng nói vậy đó, thì bây giờ cái số tiền đó hồi đó đó cô gửi đó là cho mấy đứa này mua đồ mua đạc sắm đồ sắm đạc ở nhà đó. Thì bây giờ còn bao nhiêu thì việc vào cho là cái nói ủa cô cho là cô cho chung hết hai đứa rồi, và dưới kia thì nói là cho
cô bên bển cô biết. À, bà con thấy không? Ai bảo rằng bà Út Gà này bà không quan tâm đến đồng tiền? Bà quan tâm đó chứ. Tôi nói bà Út Gà đó, ngồi bà chỉ biết quan tâm đến tiền với bản thân của bà thôi thì bà đâu còn quan tâm đến ai đâu. Đúng không? Cái miệng là bô bô bảo rằng là không quan tâm, mà cái như là bà cũng biết là bà kia là cho hai đứa. Mà thằng Lâm Tứ lên trời cái đất của chim sâu, kệ chim sâu nói làm mà rồi mấy ngày vừa qua mà kênh nuốt trong đây không Lâm Tứ. Toàn là cái thứ giả nhân giả nghĩa không à. Đó, toàn là cái thứ thật sự là dốt mà lên không gian mạng là thích thể hiện. Đó, là nó lộ hết trơn đó. Vì sao mà tôi tung lại những cái này? Mấy bữa trước bà bảo trời bà không có màng tới. Mà tôi nói cái chi mà mình không màng tới thì mình cái đâu có biết về chi tiết. Đó ha. Mình cũng mơ tưởng tới rồi mình mới tìm hiểu chứ.